Chiếc đồng hồ này sẽ đưa bạn về với tuổi thơ. Hublot Big Bang Megaten King Gold 45mm. Cùng Hoàng Thành khám phá những điều thú vị về mẫu đồng hồ này nhé. Tuổi thơ của mỗi người chắc hẳn sẽ không còn xa lạ với trò chơi lắp ghép mô hình sáng tạo. Và với Hublot, một lần nữa thương hiệu lại cho thấy khả năng chế tạo độc đáo mới lạ của hãng. Ngay từ những chi tiết trên mặt số, sự táo bạo mạnh mẽ đã được phô diễn công phu, tài tình qua những bánh răng, câu đỡ và các đĩa quay mang đến sự lôi cuốn kỳ diệu. Được biết, ý tưởng mang đến từ một chiếc đồng hồ skeleton thú vị dựa trên nguồn cảm hứng từ trò chơi lắp ghép Meccano, bộ đồ chơi nổi tiếng và thịnh hành nhất nước Anh từ những năm đầu thế kỷ 20. Hublot Big Bang Megaten King Gold cực kỳ phù hợp với những quý ông có cổ tay lớn hoặc ưa thích phong cách hầm hố, năng động. Bên trong bộ vỏ sandwich bằng King Gold là trái tim đang đập caliber HUB1201. Có mức dự trữ năng lượng siêu ấn tượng lên tới 10 ngày. Một thành quả đáng kinh ngạc được đội ngũ Hublot phát triển và hoàn thiện trong vòng 2 năm. Bạn hoàn toàn nhìn xuyên thấu sự chuyển động của bộ máy đồng hồ từ mặt trước hoặc lật mặt sau. Dây đeo cao su với cơ chế thay dây nhanh one click không những thoải mái mà còn tiện lợi, giúp bạn biến hóa chiếc đồng hồ phù hợp với outfit. Follow Bolt Luxury để có thêm những kiến thức thú vị về đồng hồ.